anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín trên bán nhà và đất khu vực Đức Hòa, Long An. Và được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại Biển Xanh đang đứng ở đây chính là con đường tỉnh lộ 9 giao với cổng đi vào khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh quý anh chị nhé. Từ vị trí này quý anh chị chạy thẳng về phía trước 2 km là tới vòng xoay Gò Mối, chạy 3 km là tới chợ Đức Lập, ngã tư Đức Lập, và hướng ngược lại quý anh chị đi 3 km là tới chợ Đình, trường cấp 1, cấp 2, ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc. Và đi từ đây chạy 6 km thì sẽ tới ngã ba Mỹ Hạnh để chúng ta đi về thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị nhé. Và đây chính là con đường nhựa Đức Thuận, rẽ tay phải chính là con đường nhựa Đức Thuận đi vào cổng khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất có diện tích ngang 5 dài 29, một lô đất hướng Tây, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, nằm cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 là 500m quý anh chị nhé, và cách con đường nhựa Đức Thuận này là khoảng 150m. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư di chuyển theo Biển Xanh để chúng ta khám phá vị trí bất động sản ngày hôm nay. Và trên con đường nhựa Đức Thuận này thì cũng có rất là nhiều các công ty, nhà máy, xí nghiệp. Và bên số cổng số 2 của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh thì có khu công nghiệp Huỳnh Mai. Và cái vị trí ngày hôm nay thì rất là thích hợp để quý anh chị có thể mua đầu tư sinh lời, an cư lập nghiệp hoặc là mua xây phòng trọ cho thuê cũng rất là tuyệt vời quý anh chị nhé. Bởi vì ở đây người ta cũng xây rất là nhiều những dãy phòng trọ cho thuê kín phòng. Dãy phòng trọ quý anh chị nhé. Bởi vì ở đây có khá là nhiều các công ty, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động ở đây. Đây chính là con đường nhựa Đức Thuận cổng vào đi vào khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh đó quý anh chị nhé. Và ở đây thì đang phát triển cũng khá là mạnh, dân cư cũng đang tập trung về khu vực này xây dựng để ở, an cư lập nghiệp cũng như là kinh doanh buôn bán. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy ở đây đang có rất là nhiều các nhà máy xí nghiệp cũng đang mọc lên. Ở đây thì những cái công ty là đang hoạt động rồi quý anh chị nhé. Thuộc ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chúng ta chạy thẳng vào bên trong chính là khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới. Cho nên cái vị trí ngày hôm nay thì Biển Xanh chia sẻ là chúng ta có thể xây phòng trọ cho thuê rất là tuyệt vời. Và từ con đường nhựa này chúng ta rẽ một xẹt đi vào 150m là tới lô đất của ngày hôm nay. Và cái lô đất ngày hôm nay thì nó có diện tích là ngang 5, sâu 29 quý anh chị nhé. Như trên màn hình quý anh chị mình nhìn thấy nãy giờ thì rất là nhiều các công ty, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động ở khu vực này. Đường xe hơi tới đất. Và lô đất ngày hôm nay nó có hướng Tây, sổ hồng riêng, thổ cư 100% sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Với cái vị trí như ngày hôm nay thì quý anh chị có thể mua để đầu tư sinh lời, để dành hoặc là xây phòng trọ cho thuê. Do anh chủ đất đang rất là cần tiền cho nên bây giờ mới rao bán với cái giá chỉ có 1 tỷ 050 triệu, bao toàn bộ chi phí sang tên quý anh chị nhé. Ở đây nhà cửa dân sinh rất là nhiều và phía sau thì cũng đang xây phòng trọ cho thuê rồi đó quý anh chị. Đường xe hơi là tới đất và con đường này là con đường chạy thông quý anh chị nhé. Từ đây mình chạy thẳng vào bên trong nữa thì sẽ thông vào khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Nhà cửa, dân cư, nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng ở đây thì rất là đông. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay có diện tích là ngang 5, sâu 29 quý anh chị nhé. Đây, ở đây thì có đống trụ bê tông chúng ta rồi. Từ đây mình đo ngang sang là 5m. Chạy sâu đụng xuống cái dãy phòng trọ đang xây đó là 29 tổng. Và cái lâu này thì nó có hướng Tây quý anh chị. Và giá chỉ có 1 tỷ 050 triệu bao toàn bộ chi phí sang tên. Một vị trí cũng rất là thích hợp để quý anh chị mua đầu tư sinh lời cũng như an cư lập nghiệp, giá khá là rẻ do chủ đất đang ngộp vốn, cần tiền muốn bán nhanh trong 3 ngày quý anh chị nhé. Đường chạy thông, xe hơi tới đất, dân cư đông đúc. Tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ vị trí này cách với mặt tiền đường nhựa Đức Thuận chỉ 150m, cách tỉnh lộ 9 là 500m và nó nằm liền kề ngay bên cạnh khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Ngang 5, sâu 29, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng.
giá chỉ có 1.050.000.000. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy vị trí này mình yêu thích, phù hợp nhu cầu của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính của mình, thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn tận tình để mình có thể sớm tìm ra những cái vị trí bất động sản an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.